Ngày hôm nay thì thông tin đã có được khởi đầu tương đối thuận lợi khi mà đã có trận thắng ngày ra quân. Nhưng tôi cảm tưởng rằng ngày hôm nay thì các cầu thủ thông tin chơi chưa đúng với phong độ của mình. Đỗ Thị Minh chia sẻ thế nào về vấn đề này? Bước vào giải đấu vô địch quốc gia, vòng 1 vô địch quốc gia này thì như mọi người biết thì lực lượng của đội câu lạc bộ hiện giờ đang rất là thiếu hụt. Đầu năm thì vận động viên Bùi Thị Nhà cũng đã chấn thương như mọi người biết, và trước khi bước vào vòng 1 giải vô địch quốc gia thì lại thêm vị trí phụ công của Vương Thị Mai nữa. Thì hiện nay đối với vị trí phụ công của đội thì thiếu hụt nên là rất là yếu. Thêm vào đó là vận động viên trẻ Hương thì cũng kinh nghiệm cũng chưa được nhiều, chuyên môn thì cũng còn yếu kém, thì cũng đang dần dần để tập luyện và tập cùng đội để có thể phối hợp nhịp nhàng hơn. Cái thứ hai nữa cũng là đội cũng vừa tham gia VTV Cup, một giải đấu quốc tế lớn, thì thể lực của toàn các vận động viên thì sau giải đấu đó thì cũng chưa hồi phục kịp thời để bước vào giải đấu này, nhưng hy vọng dần dần qua các trận đấu thì các vận động viên dần dần lấy lại thể lực và chuyên môn của mình. Thực ra thì ngày hôm nay thì mặc dù các cầu thủ thông tin chưa đạt được phong độ cao, nhưng thực chất thì ở phía bên kia lưới thì đội PV Thái Bình là một đội bóng chưa thực sự mạnh, và thực chất nếu mà xét về cá nhân từng vị trí thì thông tin vẫn được đánh giá mạnh hơn. Nhưng tôi cảm tưởng rằng là ngày hôm nay khi mà gặp một đội Thái Bình có lối chơi phòng thủ khá kiên cường thì cũng đã khiến cho các cầu thủ thông tin gặp khó khăn, đặc biệt là ở thời điểm đầu của set đấu thứ nhất và set đấu thứ ba. Đúng vậy, bên kia lưới là đội Vitan Thái Bình thì cũng là lực lượng vận động viên trẻ, nhưng mà các em có phòng thủ và phòng thủ ở dưới mặt đất và trên lưới rất là tốt. Tấn công của các em chỉ kém đôi chút thôi. Thì ngay khi bước vào trận đấu thì cái nhập cuộc của các em tốt hơn bên câu lạc bộ. Vì vậy mà set đầu và set 3 thì hai đội có ngang ngửa nhau, nhưng mà về cuối thì kinh nghiệm của đội bước lên chiến thắng. Với cá nhân mình thì mình nghĩ thế nào về phong độ của mình ngày hôm nay? Đối với cá nhân mình thì mình đánh giá mình cũng cố gắng thi đấu hết sức mình thôi, thì cũng đạt được 90% phong độ bình thường của mình. Vâng, xin cảm ơn. Ngày hôm nay thì thông tin đã có được khởi đầu tương đối thuận lợi khi mà đã có trận thắng ngày ra quân. Nhưng tôi cảm tưởng rằng ngày hôm nay thì các cầu thủ thông tin chơi chưa đúng với phong độ của mình. Đỗ Thị Minh chia sẻ thế nào về vấn đề này? Bước vào giải đấu vô địch quốc gia, vòng 1 vô địch quốc gia này thì thể lực và chuyên môn của mình. Thực ra thì ngày hôm nay thì mặc dù các cầu thủ thông tin chưa đạt được phong độ cao, nhưng thực chất thì ở phía bên kia lưới thì đội PV Thái Bình là một đội bóng chưa thực sự mạnh. Và thực chất nếu mà xét về cá nhân từng vị trí thì thông tin vẫn được đánh giá mạnh hơn. Nhưng tôi cảm tưởng rằng là ngày hôm nay khi mà gặp một đội Thái Bình có lối chơi phòng thủ khá kiên cường thì cũng đã khiến cho các cầu thủ thông tin gặp khó được nhiều, chuyên môn thì cũng còn yếu kém, thì cũng đang dần dần để tập luyện và tập cùng đội để có thể phối hợp nhịp nhàng hơn. Cái thứ hai nữa cũng là đội cũng vừa tham gia VTV Cup, một giải đấu quốc tế lớn, thì thể lực của toàn các vận động viên thì sau giải đấu đó thì cũng chưa hồi phục kịp thời để bước vào giải đấu này, nhưng hy vọng dần dần qua các trận đấu thì các vận động viên dần dần lấy lại khó khăn, đặc biệt là ở thời điểm đầu của set đấu thứ nhất và set đấu thứ ba. Đúng vậy, bên kia lưới là đội Vitan Thái Bình thì cũng là lực lượng vận động viên trẻ, nhưng mà các em có phòng thủ và phòng thủ ở dưới mặt đất và trên lưới rất là tốt. Tấn công của các em chỉ kém đôi chút thôi. Thì ngay khi bước vào trận đấu thì cái nhập cuộc của các em tốt hơn bên câu lạc bộ. Vì vậy mà set đầu và set 3 thì hai đội có, như mọi người biết thì lực lượng của đội câu lạc bộ hiện giờ đang rất là thiếu hụt. Đầu năm thì vận động viên Bùi Thị Nhà cũng đã chấn thương như mọi người biết, và trước khi bước vào vòng 1 giải vô địch quốc gia thì lại thêm vị trí phụ công của Vương Thị Mai nữa. Thì hiện nay đối với vị trí phụ công của đội thì thiếu hụt nên là rất là yếu. Thêm vào đó là vận động viên trẻ Hương thì cũng kinh nghiệm cũng chưa